Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương mục tin trong ngày. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Ông Trump dọa kiện ở tất cả các bang Biden thắng, tuyên bố có bằng chứng. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch của ông sẽ kiện ở tất cả các bang chiến trường mà ứng cử viên dân chủ Joe Biden thắng và nói rằng ông có cơ sở cho các vụ kiện này. Theo Daily Mail Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận trên Twitter ngày 5 tháng 11 rằng chúng tôi sẽ kiện tất cả những bang mà Biden chiến thắng gần đây vì gian lận ở phía cử tri và gian lận ở các cơ quan bầu cử. Rất nhiều bằng chứng, hãy nhìn vào tin tức truyền thông, chúng tôi sẽ chiến thắng nước Mỹ trên hết. Ngoài ra, ông Trump cũng đề nghị ngừng kiểm phiếu trên toàn nước Mỹ. Chủ nhân Nhà Trắng cáo buộc tại bang Nevada, bang có thể mang lại chiến thắng cho Biden. Giới chức địa phương cho phép cử tri không phải cư dân của họ bỏ phiếu. Chiến dịch của ông Trump đã đâm đơn kiện hàng loạt bang sau khi kết quả sơ bộ cho thấy ông Biden chiến thắng hoặc giành lợi thế ở bang này, mặc dù lợi thế trước đó nghiêng về ông Trump. Thẩm phán tòa án bang Michigan và Georgia hôm qua đã bác bỏ vụ kiện của ông Trump vì cho rằng những cáo buộc đưa ra không có bằng chứng hay không có cơ sở. Trong khi đó, ông giành chiến thắng hiếm hoi trong các vụ kiện ở Pennsylvania, khi thẩm phán ở đây ra phán quyết cho phép giám sát việc kiểm phiếu ở bang ở khoảng cách 2 mét. Đại diện hai chiến dịch tranh cử được đưa vào một phòng giám sát kiểm phiếu nhưng lại duy trì khoảng cách để phòng dịch COVID-19. Chiến dịch của ông Biden đã lên tiếng cáo buộc đội ngũ của ông Trump lợi dụng hệ thống tòa án để trì hoãn tiến trình bầu cử. Kết quả bầu cử xích sao thì thường kéo theo các vụ kiện tụng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các nỗ lực kiện tụng của ông trung khó có thể làm thay đổi kết quả xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bản tin sau